tin rằng mặc dù có thể là let him hay là stay with sweet thì rồi hay là những nhất là nữa thì họ có cái nhiều dự án thì chị nghĩ rằng Trường vẫn còn cái vị trí và cái chỗ đứng trong lòng của khán giả và khán giả vẫn sẽ đón nhận cái sản phẩm Trường này của Trường. Sau khi quay MV xong em có đi ăn, em có xin lời chú nhưng mà em thấy chú làm Trường không có để ý lắm nên em nghĩ là các chú ngại nên em gọi là mà từ câu đi ha. Hơn cấm nhất là tại vì anh cũng biết là mấy bữa nay từ góc độ của người làm truyền thông thì đều biết cái việc đó là những thông tin liên quan tới nhóm Blackpink đang cuốn hết toàn bộ cái sự chú ý của dư luận. Ví dụ thậm chí hôm qua có một tin hẹn hò, nếu mà đúng ra nó sẽ hot nhưng mà lại cũng bị cuốn tới là không còn view nào do thông tin của concert của Blackpink ở Hà Nội. Vì vậy vì sao anh chọn ra MV vào thời điểm này, em nghĩ là cũng có thể sẽ bị lấn át nhá thế ạ. Cảm ơn Gia Bảo rất nhiều. Cái này là cái điều băn khoăn, cái băn khoăn của ekip về ekip về media truyền thông của anh cũng rất là lo lắng. Thật sự ra thì đối với anh thì dưới góc độ là người ca sĩ, khi có một bài hát mới và MV thì mình chỉ muốn đem tới cho công chúng mình nghe thôi. Nhưng mà thực tế là có một số vấn đề mình phải cân nhắc. Nhất là trong thời điểm này, vấn đề về truyền thông đó là một cái vấn đề khác hoàn toàn. Đó là một cái gì đó nó thực tế và mình phải hiểu. Nhưng mà chị nghĩ là bởi vì cái bài hát này cũng từ lúc mà khởi điểm cho tới bây giờ đó cũng là vài năm, 2, 3, 4 năm rồi. Thì chị nghĩ chắc cũng không lý do để kéo lâu hơn chứ nhé. Thứ hai nữa là bởi vì nếu mà bây giờ hôm nay chị không ra nữa thì có lẽ mình sẽ còn lâu lắm giới thiệu với công chúng mình. Những cái lời hứa của mình nó quan trọng. Có thể là Blackpink là cái nhóm nhạc mà được mọi người yêu thích. Nhưng mà chị nghĩ rằng cái vấn đề nằm ở chỗ là cái truyền thông ngày nay sẽ tập trung rất là nhiều vào những cái sự kiện nó mới mẻ và nó mang tính chất về toàn cầu và hot như kiểu đó. Nhưng mà từ trước đến nay fan của Trường các bạn không phải chạy theo cái kiểu giống như là phải có những cái gì đó nổi trội, cái nó ồn ào lên thì mới thực sự là nghe nhạc của Trường. Bởi vì Trường quan tâm tới những người rất là yêu thương Trường và yêu thương cái âm nhạc của Trường, cho nên Trường tin rằng mặc dù có thể là let him hay là stay with sweet thì rồi hay là những nhất là nữa thì họ có cái nhiều dự án thì chị nghĩ rằng Trường vẫn còn cái vị trí và cái chỗ đứng trong lòng của khán giả và khán giả vẫn sẽ đón nhận cái sản phẩm Trường này của Trường. Sẽ rất là phiến diện nếu mà chị nói rằng khán giả họ chỉ nghe một bài qua đó thôi. Nó thật ra Let Thiên bây giờ là các bạn bạn Thiên, Teenager rất là thích, nhưng mà những khán giả của Trường thì chưa hẳn là Teenager, các bạn cũng sẽ yêu thích bài bấy. Trường không có loại Trường những đối tượng nào khác, cái như là Trường sẽ hướng tới anh em mình, tới tất cả những người yêu âm nhạc ở đủ mọi lứa tuổi. Nhưng mà rõ ràng là theo cái đánh giá thì rõ ràng là tên của Trường thì là những người rất là cũng bình đẳng đó, cũng nghe và cũng rất là lo. Cho hỏi là bạn diễn nữ chung với anh là bạn tên Ngọc Xuân đúng không? Ngọc Xuân sinh năm mấy ạ? Anh lúc anh quay anh biết Xuân rất trẻ nhưng mà anh không có hỏi Xuân sinh năm mấy. Bởi vì năm mấy ạ? Dạ em sinh năm 99 ạ. Xuân sinh năm 99. Sao bạn không kêu anh trường là chú mà kêu là vì lắm biết ngay. Một phần là để giữ cái cảm xúc cho của tất cả mọi người và em đang hóa thân thành một cô gái ở trong MV thì khoảng cái độ tuổi là lớn hơn tuổi em một chút nên là em xưng là anh. Thì sau khi quay MV xong em có đi ăn, em có xưng là chú nhưng mà em thấy chú làm Trường không có để ý lắm nên em nghĩ là các chú ngại nên em gọi là anh. Có những cái câu chuyện trong âm nhạc nghệ thuật thì cái sự trẻ trung giống như hồi nãy anh chia sẻ với mọi người chắc em có nghe. Thì thật ra thì anh em hay là chú cháu nó thật sự không quan trọng, bởi vì ngay cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi mình Trường tới ngồi ăn cơm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì Trường cũng xưng hô là anh Sơn với lại em. Thì người nghệ sĩ họ không có chấp nhận những cái chuyện đó, trừ khi nào mình có một cái tình cảm riêng tư gì đó với ai thì mình sẽ yêu nhau và gọi nhau một chú không được đúng không? Nhưng mà ở đây mình không phải cái chuyện đó không quan trọng, đây là những người thật sự là đồng cảm trong âm nhạc trong nghệ thuật. Thì chị nghĩ cái xưng hô đôi khi lời nói không mất tiền mua đúng không? Nhờ lời mà nói cho vừa đủ nhau. Cho nên là Xuân cứ giữ như thế em, cứ giữ như thế, cứ kêu anh là được rồi, không cần phải chú đâu. Tên câu số 3, cho em hỏi anh Nam Trường với anh Tùng Phan là hồi nãy trong cái MV có cảnh bơi thuyền, có thả thuyền giấy thì mình có vớt cái đó không hay là để nó chìm xuống hồ à? Tùng trả lời hay anh trả lời? Biết là Tùng có để ý không? Lúc đó anh có để ý vấn đề này. Dạ,
Một trong những cái điều mà các bạn ekip cùng làm và trước tới giờ là luôn luôn là phải có một cái túi rác, và nó là một cái túi rác là một điều mà đầu tiên, bởi vì cái nguyên tắc là không bao giờ bỏ bất kỳ một cái gì đó lại ở thiên nhiên hết. Bởi vì làm như vậy thì một là nó người ta mà thấy được thì mình rất là khó để mà làm việc sau này. Tại cái là cái thứ nhất, thứ hai là cái đặt thứ đoàn làm phim, và thứ ba là cái chuyện mà bảo tồn và bảo vệ cái đoàn kia, là một cái điều mà ekip luôn luôn là đặt lên hàng đầu. Quay trong đó là nhà của Tùng, cho nên Tùng xả thì Tùng tự dọn, cũng không ai nói được hết á. Thứ hai nữa là thực sự ra nhắc tới cái ảnh thả thuyền trên đây thì nhớ tới cái bài trước đây Tùng có làm cho trường luôn, đó là bài Đường Dài Vô Tận. Có cảnh trường đứng trước một cái dòng thác, trường thả một lá thư của cô gái xuống dưới em xong á, mà lúc đó trường nói mà mọi người cũng phải chịu nữa, có nghĩa là mọi người cũng đồng ý luôn là phải cho người đứng lên cuối một đứng đầu nhá để đón đợi cái tay giấy xuống đây, nó dớ tay giấy đó lên. Đó là một trong mất là cái ý thức thôi, là mình đã quen rồi, mình không thích xả ra cái đó. Và Tùng nói đúng là nếu mình làm như thế thì sau này mình sẽ khó để mà xin phép mọi ai nói cho mình làm, đúng không? Cho hỏi câu cuối cùng nha. Dạ, là anh Trường ngày trước khi mà trở lại phỏng vấn em, anh Trường cũng có hay kể về cái cuộc sống ở Mỹ á. Ví dụ như anh kể là Seattle có những cái phong cảnh rất là đẹp, như là những cái khu rừng lá kim, rồi những cái hồ nước đẹp như kiểu cổ tích vậy. Vì sao mình không quay MV ở Mỹ trước khi anh đi Mỹ? Mình sẽ tùy thuộc vào cái ca khúc và cái sản phẩm của mình để mình chọn cái bối cảnh cho nó phù hợp. Nhưng mà vừa rồi nếu mà xem video MV Vì Sao Sáng thì thấy cái cảnh nó đẹp, đâu có thua thì ở đâu chỗ khác, đúng không ạ? Và đó là cái điều làm cho mình cảm thấy rằng là đẹp hay không là phải do cái tâm hồn của cái người thực hiện cái sản phẩm đó hát hay là quay đẹp thế nào cũng phải do rất nhiều ở đạo diễn, ở quay phim, ở DOP, rất là nhiều những người đã góp đó. Thì nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ không quan tâm tới những cái nhu cầu khác của khán giả công chúng. Và đó lý do là sao mà sắp tới thì phải có cái liên tục và chia sẻ một xíu á, sẽ có một dự án chừng quay 5 bài tại Thụy Sĩ và Pháp, quay rất là đẹp mà mở lên là cho bạn bè có sơ sơ tới ai cũng wow vậy á, ai cũng wow cái. Thì mình cảm thấy rằng nếu mà ai cũng wow vậy và cùng nhau wow chắc lớn lắm, thì trường hy vọng là lúc đó sẽ đáp ứng được những cái mắt của Bảo với lại với khán giả. Hỏi được thì chắc là em xin phép hỏi từ câu câu thứ nhất là có một cái ý mà Trường cũng chia sẻ rồi, cũng đồng ý với em là trước đây anh là một trong những ca sĩ ngôi sao mà rất là tạo điều kiện cho các bạn nhạc sĩ trẻ, nhưng mà trong dự án này thì tại sao anh không chọn một bạn nhạc sĩ mới mà còn là do anh không đủ tự tin hay là anh không tìm được mà anh lại phải trở lại Vũ Minh Tâm? Thưa em, thứ nhất thật ra thì Tâm cũng còn rất là trẻ, nói chung bây giờ cho nên anh nghĩ anh chọn Tâm thì anh cũng chọn đúng đối tượng giống như là em nói. Và thứ hai nữa, về âm nhạc thì đây là bài thứ hai của Tâm mà anh hát. Nói cho vui, bởi vì thực sự ra giữa những người nhạc sĩ với nhau, có những người ở thế hệ đàn anh, có những người ở thế hệ đàn em sau này, nhưng mà thực sự ra là giữa các thế hệ đều có những cái điểm mạnh. Ngay thậm chí các bạn trẻ bây giờ khi làm, nó thật là cách đây vài năm trước, những bạn trẻ khi mà ra những sản phẩm Trường thấy là cái sự lúng túng của các bạn, là bởi vì thật ra là cái điều các bạn làm hiệu quả nhất đó là copy and paste, hay là lấy lại cái mô phỏng làm một cái gì đó rất là hay của nước ngoài và đem về thôi, nhưng mà chưa có tạo được cái dấu ấn cho bản thân mình. Chỉ có những năm sau đây bắt đầu Trường thấy các bạn chuyên nghiệp hơn, bắt đầu là chỉnh chu hơn, chuyên nghiệp hơn và hay hơn và có chiều sâu hơn trong cái tạo riêng của mình. Có nghĩa là nghe vào đó thì không có chỉ là thì ra đây một bài của nhóm nào đó nước ngoài, mà thấy là có cái chất, cái giai điệu, cái cách gieo vần gieo từ rất là riêng và rất là đặc trưng. Thành ra là đó là một cái sự phát triển, và muốn được như vậy thì các bạn cũng phải học hỏi từ những các đàn anh đã chỉ trước. Nếu mà thùng để ý là bây giờ các bạn hồi trước biết giai điệu và biết nhạc rất là mạnh, rất là hay, xuất sắc luôn á, nghe rất là mới luôn, mình thấy là không có khác gì với cái trong khu vực của mình á. Nhưng mà về phần ca từ á thì do cái xu hướng của cuộc sống với xã hội, cho nên các bạn biết có vẻ rất là một cách rất là nó không đủ sâu và nó tiếp cận cách rất là trực tiếp, nó thiếu đi cái sự thơ, cái một cái sự lãng mạn mà cái điều đó cũng bao giờ cũng cần ở trong âm nhạc. Thì các anh chị đi trước lại rất là giỏi về cơ thể đó. Thành ra sau này các bạn nếu mà xem những chương trình là Sing My Song thì các bạn tham gia rồi sáng tác rồi nọ, thì các bạn dù đúng cái trực trẻ ở chung của mình, nhưng mà khi tôi sáng tác các bạn luôn luôn hướng tới một cái ca từ nó sâu sắc và nó
cái gì đó, mà cái chất liệu mà các bạn đã biết đó đều phải học từ những cái cuốn sách thơ văn và những cái bài hát đi trước của Nhớ Đàn anh chị thì mới ra được những bài như thế. Và ngay cả những cái dàn giám khảo ngồi cũng là những người rất là gạo cội, như Đức Chí rồi Lê Thanh Sơn rồi chị đã đại hát, thì nói chung nó đều phải có sự học hỏi lẫn nhau. Và những anh chị đi trước cũng học hỏi đàn em và em cũng phải học. Thành ra là với cái sản phẩm này thì trường nhờ Vũng Tâm tin tưởng và nhờ Vũng Tâm tạo cho cái bài hát thì chị thấy rất là phù hợp. Khi mà trở lại thì anh có theo dõi những cái xu thế bây giờ, tại vì các bạn trẻ bây giờ rất là giỏi, đặc biệt là thời đại 4.0 của TikTok, và anh có bị áp lực là trong bài hát mới này mình phải có những cái đoạn cao trào hoặc là những cái đoạn gì đó mình trích ra để tạo một cái viral trên TikTok, từ đó thì người ta mới chú ý lại cái bài hát của mình hay không ạ? Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Mọi người để ý là dạo đây mình nghe nhạc á, mình thấy các bạn hầu như là có một cái công thức, có người ra bài hát thì trong bài hát nó phải có một câu trở thành slogan, có thể nó bắt trend và mọi người sẽ nhớ qua cái câu đó. Thì đó là một trong những cái mà những người đi lâu trong nhạc như Trường hay là Thanh hay là Phương đây thì chị nghĩ rằng rất là cũng cảm thấy rất là thú vị và rất quan tâm, bởi vì có những cái mình phải phải đón nhận và phải chấp nhận nó và mình thấy nó là một cái điểm mới mẻ và hay. Nhưng mà thực sự ra có những cái mình muốn thì thích thì thấy những nhạc cưỡi ngựa xe hoa thôi, chứ muốn áp lên trên những cái dòng nhạc của mình á thì không nhất thiết mình phải rập khuôn và mình phải cứng nhắc để theo các bạn. Bởi vì bây giờ giống như là Trường hát những bài này nhưng mà bây giờ Trường đã chuyển qua một thể loại mà Trường đứng nhảy hip hop rap hay là độc rap này nọ, thì nó cũng chỉ là một cái gì đó trong nhất thời thôi, giao lưu thôi, chứ một cái âm nhạc chính theo cái kiểu mà thế mạnh của mình á mình vẫn phải giữ, là bởi vì mình phải nhìn xuống dưới lắng nghe coi khán giả của mình là ai và họ đang trông đợi gì ở mình. Mình không thể nào mà vì một cái ngoại cảnh mà mình có thể sao lãng cái chuyện đó. Nếu mà mình hát mấy cái bài mà bây giờ để ý mấy cái bài trending á, cái lời nó kiểu rất là đời á, nó rất là đời. Như thế thì Trường lại chưa có một cái sản phẩm như thế, nhưng Trường cũng thấy là cứ mỗi lần muốn làm như thế Trường lại chuyển qua, Trường lại quay trở lại với lại cái đường đi chính thống của mình. Và Trường cũng thấy nó vẫn là cái áo đẹp và cái áo phù hợp với bản thân mình hơn, cho nên Trường vẫn chọn như thế. Còn cái cách mà thích mà mọi người tiếp cận với media bây giờ về TikTok, về Facebook, về mọi thứ thì rõ ràng là nếu như mình khéo léo, mình có thể áp dụng được với cái dòng nhạc giống như bài Vì Sao Sáng, chị nghĩ là mình giỏi thì mình sẽ làm được, thôi là cứ làm được hay không thôi. Chứ còn mà mình mà cứ hát theo kiểu các bạn như thế thì thấy đôi khi nó cũng hơi không phải là cái chất của mình. Thứ nhất là cũng lâu rồi mới gặp lại anh Trường thì thấy anh vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn trẻ trung, body thì lại thon gọn hơn. Và khi mà anh đóng chung với bạn Xuân này, cái khoảng cách tuổi tác hình như là không có nhiều, để anh phải chia sẻ một cái bí quyết riêng của mình để tạm gọi chữ bình dân là giữ nhan sắc được không ạ? Anh đã khó thở, em làm anh khó thở lên. Thật ra thì Trường cũng được nhiều người khen là sao cái giữ hoài cái tuổi trẻ của mình, thấy Trường ít già đi. Trường thật sự Trường cũng chẳng biết cái bí quyết đó là cái gì nữa để mà chia sẻ với mọi người. Nhưng mà Trường nghĩ rằng là mình sống kiểu mình lạc quan chút xíu. Nhưng mà nói là vậy thôi chứ Trường cũng là cái người lo rất là nhiều, lo xa rất là nhiều. Thì thôi chắc cái câu trả lời là bởi vì cái gen của những gia đình thì Trường được hưởng cái gen của ba má, thành ra là Trường giữ được cái sự trẻ trung đó, coi như là Trường mang ơn đứng sinh thành ba má của mình để cho mình có cái hình hài ngày hôm nay. Cho dù là nó như thế nào nữa thì nó cũng là cái gì đó nó vô cùng là đặc biệt, rất là đặc biệt trong mắt ba má của mình. Cũng giống như bây giờ Trường, khi mà Trường có con, Trường có vợ có con thì đối với Trường con gái của Trường nó lúc nào cũng đẹp tuyệt vời và nó cũng là một cái gì đó rất là đặc biệt. Thì Trường nghĩ rằng cái sắc đẹp nó chỉ là cái bề ngoài thôi, cái tâm hồn nó quan trọng hơn. Và một phần nữa, nếu mà suy nghĩ có thể trong cái lời khuyên các bạn là cái nào để trẻ hơn á thì có lẽ hãy giữ cho cái tâm hồn của mình nó trẻ ngoài, thì cái tâm sinh tướng mà thì cái hình hài của mình, cái ngoài bề ngoài mình cũng sẽ trẻ trung. Và nhất là khi mà quen với một diễn viên nữ mà trẻ đẹp như Ngọc Xuân thì không thể nào mà già được, mình phải cố gắng trẻ, phải cố gắng. Khi anh trở lại cái đường đua âm nhạc mà tất cả những người đến chúc mừng anh hôm nay là ngoài những bạn bè đồng nghiệp,
giới báo chí thì lại không thấy bà xã Yến Phương của anh, mà con gái như anh vừa nhắc, thì không biết lý do tại sao. Ban đầu dự tính là cái buổi ra mắt MV của trường sẽ thực hiện vào ngày 7 tháng 7, tức là 2 hôm nữa. 7 tháng 8 à? À, ngày 8 tháng 7. Rồi giờ xuống 7 tháng 7, rồi do lắc biết gì đó. Rồi cuối cùng Tám khuyên, cái trường cũng không có can tâm đâu. Tám khuyên, chị Kim Thanh khuyên lắm, thì cuối cùng mới giờ xuống là ngày 5 tháng 7. Thì cái ngày hôm đó là sẽ chỉ là ngày 8 tháng 7 là tại vì sinh nhật của Phương vợ trường luôn, cũng muốn kết hợp. Nhưng mà sau đó nói với Phương là giờ lại rồi, thì thành ra cái kế hoạch bị thay đổi. Thì cái ngày hôm nay là cái ngày Phương phải đưa con vào bên ngoại đi đi về quê, thành ra là cũng không có làm khác được, rất là tiếc. Nhưng mà hỏi Phương ấy, thì Phương lại nói là thôi, thấy cũng tốt, em đi rồi bắt công chiếm spotlight qua nữa. Thế là cuối cùng là Phương không đi. Nhưng mà là Phương có nhắn tin nãy giờ và rất là sốt, giờ lo không biết là anh ơi mọi chuyện nó có ổn không, có tốt không, khán giả có yêu thương anh không. Thì chị có nói là ôi yên tâm, khán giả rất là dễ thương.